này nó có biết là Leica không? Biết, em chỉ đưa cho mỗi cái lăng rồi em chỉ nói là cái này như thế thôi. Lên cậu dao âm lên. Cậu không biết là cái gì với cả cái gì. Mấy ông Sài Gòn trước là cái thay view của con RF Nhật là chán đơn. Thay RF Nhật thì nó hơi chán. Quê xin Việt Nam mà quay phim này. Sinh đóng phát nhìn cho rất ngây vào tay.